Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình đã góp nhận tốc cần KTO từ sự kiện Market Cap kết hợp với sàn Binance các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả. Thứ nhất, mình các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn Binance và Market Cap bạn. Sau khi có tài khoản trên sàn Binance và Market Cap xong thì các bạn click vào phần link sự kiện nữa bạn. Rồi bạn muốn start tiếp nữa. Rồi các bạn nhấp tôi không phải là người máy này các bạn. Rồi bạn gửi tiếp các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nữa. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên Market Cap các bạn. Bấm gỡ nữa. Tiếp tục bạn điền UID trên sàn Binance nữa. Thì bạn nào chưa có tài khoản trên sàn Binance thì đăng ký KYC luôn các bạn. Rồi bạn nhấp vào Anbata copy cái link của mình nữa. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi thì đáp án mình có đẩy có 3 đáp án mình có đẩy bằng link mô tả dưới video mình nha các bạn. Đáp án coi. Đáp án thứ nhất là C A A các bạn, 3 câu. Rồi các bạn chọn cho mình đáp án C nè. Đáp án A nè. Đáp án A nè. Rồi cái nhiệm vụ này là cái nhiệm vụ wallet trên CoinMarketCap và gỡ đường link wallet lên nè. Thì các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Sau khi nhấp vào đây thì các bạn nhấp vào bao giờ đánh cùng nữa các bạn. Phan phan các bạn. Nhiệm vụ này hơi khó ta. Sale. Các bạn nhấp vào bao bên kia cùng nè. Các bạn nhấp vào wallet nè. Phan các bạn. App wallet blue file. Rồi các bạn để mình qua mình coi tấm hình các bạn. Đợi chút xíu các bạn. Nhấp vào wallet nè. Nhấp vào sale nè. Mở công khai copy đường link sale chain nè. Rồi wallet form. Rồi bạn nhấp vào mục sale nè các bạn. Rồi các bạn mở public ra. Rồi các bạn copy cái link này nha tất cả các bạn. Các bạn nhấp vào TKO thứ cái. TKO này là dưới giá là $1.36 nha các bạn. Rồi thì tóm lại các bạn bấm vào mục share nè các bạn. Các bạn mở ra các bạn copy cái link Market Cap mình là được các bạn. Các bạn nhấp vào TKO nè các bạn. Các bạn cho nó một sao nha các bạn. Vì đây cái mục xe này mình mục xe này đâu có cái phần mở ấy đâu. Rồi các bạn dán cái link của Market Cap mình vào đây các bạn. Phải chúng ta wallet đúng rồi. Rồi bấm next step nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với bên Binance trên Bet20 các bạn. Address là địa chỉ với chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn dùng địa chỉ trên ví chocolate của mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi là cho nó nè. Rồi các bạn bấm tiếp. Vô Takami. Rồi tiếp tục các bạn join vào kênh Telegram của nó nha các bạn. Rồi các bạn join vào nè các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Join tiếp kênh hai kênh luôn đi. Rồi mình đã join rồi. Sau khi các bạn join xong thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Hai các bạn chạy xíu các bạn nhập ba cánh cùng nhập vào setting nè. Copy username mình nằm chỗ này nè các bạn. A cộng anh nắm số 2. 1 2 3 4 5. Rồi các bạn bấm submit nha các bạn. Trời. Rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi các bạn bấm submit form. Thank you rồi. Ok, vậy là xong các bạn. Video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận tốc cần TKO từ sự kiện của Market Cap với sàn Binance. Đến đây mới kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.